Câu hỏi số 2 này. Cho hàm số y bằng fx có đạo hàm trên khoảng AB phát biểu nào sau đây là đúng. Hàm số y bằng fx đồng biến trên đoạn AB khoảng AB khi và chỉ khi f'x lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi AB. Cái này không đúng bởi vì sao? Các em nhớ kỹ là khi mà có dấu bằng ấy ở đây này thì nó phải xảy ra, dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm. Tại sao nó phải dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm các em nhỉ? Bởi vì nếu như f'x luôn bằng 0 với mọi x thuộc AB thì có phải hàm số y bằng fx là hàm hằng đúng không các em? Mà hàm hằng thì không đồng biến hoặc là nghịch biến đúng không ạ? Thế thì sai. Thế thì từ đây mình suy ra A sai. Tương tự, từ cái A sai thì mình suy ra luôn được là D đúng rồi luôn các em. Còn đây là chị xét thêm câu B về câu C nhé. Câu B thì là gì nhỉ? Đồng biến khi phải khi f phải nhón không là sai. Cái này phải là nghịch biến đúng không? Và cái câu C lại còn sai nữa, bởi vì nó vừa nhón không và nhờ nhón bằng không thì nó không thể nào mà đồng biến được. Thế thôi. Tiếp theo câu hỏi số 3. Đạo hàm của hàm số y bằng logan f của 5-3x bình là. Thì đạo hàm của hàm y bằng logan f của u bằng u phẩy trên u đúng không nào? Và ở đây nó sẽ bằng gì các em? Bằng trừ 6x trên 5-3x bình đúng không nào? Và nó là bằng gì đây? Bằng 6x trên 3x bình trừ 5 đúng không nào? Còn mình chọn C. Tiếp theo câu hỏi số 4. Tìm đạo hàm của hàm số y bằng x nhân logan f của x trừ 1. Thế thì lúc này nó sẽ là gì các em? Y phẩy bằng x phẩy nhân logan f của x trừ 1 cộng với x nhân logan f của x trừ 1 phẩy. Và nó bằng gì nhỉ? Logan f của x trừ 1 cộng với x nhân 1 trên x đúng không nào? Và bằng logan f của x trừ 1 cộng 1 và bằng logan f của x đúng không nào? Và mình chọn A. Câu hỏi số 5. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 trên x trừ 2. Thì đồ thị hàm số y bằng x cộng 1 trên x trừ 2 là cái hàm số thông dụng mà mình học ở cái phần chương 1 của lớp 12 ấy, thì nó là hàm đa thức bậc nhất trên bậc nhất. Thế thì đường tiệm cận đứng của nó sẽ là bằng x bằng 2 đúng không nào? Và mình chọn D. Câu hỏi số 6 này. Cho hàm số y bằng mx cộng 5 trên x trừ 1 cm. Tìm m để giao điểm của hai tiệm cận của cm thuộc parabol P. Thế thì đầu tiên là mình sẽ tìm hai dân tìm điều kiện để hàm số này nó có đường tiệm cận, có nghĩa là AD trừ BC khác 0 đúng không các em? Và tương đương với là trừ M trừ 5 khác 0, tương đương M khác trừ 5 đúng không nào? Thế thì lúc này đồ thị sẽ có đường tiệm cận đứng là x bằng 1 đúng không các em? Và tiệm cận ngang y bằng M trên 1 và bằng M đúng không nào? Thế thì lúc này là gì nhỉ? Giao điểm của hai đường tiệm cận thuộc parabol P thì giao điểm của hai đường tiệm cận sẽ có tọa độ là A có tọa độ là 1 và M đúng không nào? Thuộc parabol P mình sẽ thay tọa độ điểm A này vào phương trình của parabol P, tức là M bằng 1 bình trừ đi 2 nhân 1 cộng 2019 và nó bằng là 2018, chọn C. Câu hỏi số 7 này. Cho căn 2 trừ 1 mũ A lớn hơn căn 2 trừ 1 mũ B, kết luận nào sau đây là đúng? Thì mình thấy là căn 2 trừ 1 nó sẽ lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 đúng không nào? Thế thì lúc này căn 2 trừ 1 mũ A lớn hơn căn 2 trừ 1 mũ B sẽ tương đương với là A nhỏ hơn B đúng không nào các em? Nếu như căn 2, nếu như cái hệ số này nó lớn hơn 1 thì A nó mới cùng dấu nhá. Thế thì lúc này là mình chọn gì nhỉ? Mình chọn B. Tiếp theo câu hỏi số 8. Với những giá trị nào của A thì A mũ A trừ 1 mũ trừ 2 phần 3
lớn hơn a trừ 1 mũ trừ 1 phần 3. Thì mình thấy ở đây là hai cái lũy thừa này có cùng cơ số là a trừ 1 đúng không? Thế thì lúc này mình sẽ so sánh thì trừ 2 phần 3 nó nhỏ hơn trừ 1 phần 3 đúng không nào? Thế thì để a trừ 1 mũ trừ 2 phần 3 lớn hơn a trừ 1 mũ trừ 1 phần 3 thì cái a trừ 1 nó phải lớn hơn không và nhỏ hơn 1 đúng không các em, và tương đương với là gì? Trừ 1 nhỏ hơn a, a 1 nhỏ hơn a, nhỏ hơn 2, mình chọn a. Câu số 9 này, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai? Nếu không nhỏ hơn a nhỏ hơn 1 và b lớn không c lớn không thì loga cơ số a của b nhỏ hơn loga cơ số a của c tương đương với b lớn c. Thứ hai là gì? Nếu a lớn 1 thì a mũ m nhỏ hơn a mũ n tương đương với m nhỏ hơn n đúng đây. Và thứ ba là gì? Với mọi loga cơ số a của b, cơ số ab thỏa mãn ab lớn không thì loga cơ số a nhân loga cơ số b bằng loga cơ số a của b. Cái này sai. Bởi vì cái a và b này mình chưa xác định được là lớn hơn không hay không, đúng không nào? Thì cái lúc này nếu như mình tách ra như thế này thì loga cơ số a và loga cơ số b không tồn tại nếu như a và b cùng nhỏ hơn không. Thế thì bài này mình chọn c luôn mà mình không cần phải xét cái a. Câu hỏi số 10 này, trong khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đưa một vuông góc và OA bằng A, OB bằng A căn 3, OC bằng 2A căn 3 tính theo A thể tích của khối cầu nguyện tiếp tứ diện OABC. Thế thì cái bài này ấy, chị đã hướng dẫn cái công thức tổng quát ở trong sách công phá toán 3 thì cái bán kính R của khối tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc là R bằng căn A bình cộng B bình cộng C bình trên 2 với A bằng OA, B bằng OB và C bằng OC. Thế thì lúc này mình hoàn toàn có thể tính được R bằng căn của A bình cộng với A căn 3 tất cả bình và cộng với 2A căn 3 tất cả bình trên 2 đúng không nào? Và nó bằng là căn của A bình cộng 3A bình cộng với 12A bình trên 2 và nó bằng là gì nhỉ? 4A trên 2 và bằng 2A đúng không nào? Và đây là 16A bình mà 2A, thế thì lúc này V sẽ bằng 4 phần 3. V sẽ bằng 4 phần 3 nhân PR mũ 3 và bằng 4 phần 3 nhân P nhân 2A mũ 3 và bằng gì nhỉ? 8A mũ 3 nhân với 4 trên P trên 3 và bằng 84 32 PA mũ 3 trên 3. Mình chọn D nhé. Câu hỏi số 11 này, cho hình lăng trụ tam giác đều ABC A'B'C' có A và A' bằng 2AB bằng 2A bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ. Thì ở đây chị vẽ sẵn hình để cho nó đỡ mất thời gian rồi. Thì ở đây chị ký hiệu Y chính là trung điểm của OO' với O và O' là tâm của hai đường tròn ngoại tiếp hai tam giác đáy ABC và A'B'C'. Thì hai tam giác đáy ABC và A'B'C' là hai tam giác đều, cho nên cái O và O' nó đồng thời cũng là trọng tâm của hai cái tam giác OAB và OAC và ABC, ABC và A'B'C'. Thế thì lúc này cái bán kính R của khối cầu ngoại tiếp hình lăng trụ tam giác đều đã cho nó chính bằng IC, với Y là trung điểm của OO'. Thế thì lúc này IC sẽ bằng gì các em? IC bằng căn của OI bình cộng với OC bình đúng không nào? Và lúc này
OI bình nó sẽ bằng căn của OO phẩy bình trên 4, tức là OO phẩy trên 2 tất cả bình, và nó bằng OO phẩy bình trên 4 cộng với OC bình chính là bằng gì các em? 2/3 nhân với cái trung tuyến đúng không? Trung tuyến của tam giác đều thì bằng A căn 3 trên 2 tất cả bình đúng không nào? Với cạnh là A. Thế thì lúc này căn của OO phẩy chính bằng 2A tất cả bình trên 4 cộng với A căn 3 trên 3 tất cả bình, và chỗ này nó bằng 2A căn 3 trên 3. Mình chọn B. Câu số 13 này tiếp tục là một câu tổng hợp xác suất. Cho ra giác đều 100 đỉnh nối tiếp một đường tròn, số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác đó là. Thì các em có biết là tam giác trù tù mà nối tiếp một đường tròn ấy, thì nó chỉ nằm ở nửa bên trên của đường tròn thôi. Ví dụ như câu số 13 này, cho đa giác đều 100 đỉnh nối tiếp một đường tròn, số tam giác tù được tạo thành từ 3 trong 100 đỉnh của đa giác đó là. Thì đầu tiên bài toán này là gì nhỉ? Các em biết rằng là tam giác tù ấy, mà nếu như mà nó nằm trên đường tròn, trong đường tròn nối tiếp đường tròn chẳng hạn vậy, thì tam giác tù nó sẽ là sao các em? Nó chỉ nằm trên một nửa đường tròn thôi các em ạ. Chứ nếu nằm xuống dưới như này thì nó lại thành tam giác nhọn rồi đúng không nào? Thế thì chỉ nằm một trên một nửa đường tròn, trên một nửa đường tròn bên trên hoặc bên dưới như thế này. Thế thì nếu như mình cố định một điểm bất kỳ ở trên đường tròn để làm một đỉnh, thì số tam giác tạo thành, số tam giác trù tù tạo thành thì mình sẽ chọn là gì nhỉ? Hai đỉnh còn lại sẽ là 49 điểm trong nửa đường tròn, chứ không thể lấy nửa đường trên hoặc nửa đường dưới được. Cho nên bài toán này cách giải sẽ là: đầu tiên chọn một đỉnh trong một bất kỳ nhé, nhớ là bất kỳ này, trong 100 điểm thì có C1 100 đúng không nào, chính là bằng 100 cách. Tiếp theo là giải thích này, tam giác tù thì ba đỉnh nằm trên một nửa đường tròn, vậy để tạo ra tam giác tù thì chọn 2/49 đỉnh. Được chưa các em? Tức là còn lại trên nửa đường tròn. Chứa cái điểm một đỉnh bất kỳ này này. Được chưa? Chứa cái điểm vừa chọn. Được chưa nào các em? Vậy mình có là gì? Vậy có 100 nhân C249 đúng không nào? Và nó bằng là 117600. Mình chọn B. Tiếp theo số 14, đường cong trong hình bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án ABCD, hỏi đó là hàm số nào? Thì đầu tiên mình thấy là đây là đồ thị hàm số bậc 3 có hệ số A lớn hơn 0, do nó có dạng chữ N, tức là hệ số A lớn hơn 0. Hệ số A lớn hơn 0 thì mình loại C và D đúng không nào các em? Và thứ hai là đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ là 1, 0 thì đều thỏa mãn đúng không? Và đi qua điểm có tọa độ là 0, 2 thì đây mình sẽ giải cái phương trình y phẩy bằng không tương đương ia này. Y phẩy bằng không tương đương là gì? 3x bình trừ đi 6x bằng 0 và tương đương x bằng 0 hoặc là x bằng 2. Đúng không nào? Thế thì cái này không thỏa mãn rồi. À đâu thỏa mãn chứ?
x bằng 0 hoặc x bằng 2. Thỏa mãn. Vì nếu như cái phương án B này, y phẩy này, phương án B này, y phẩy là bằng 3x bình trừ đi 3x tương đương với x bằng 0 hoặc x bằng 1. Cái này không thỏa mãn, bởi vì sao? Bởi vì hai cái điểm cực trị của nó không phải là 0, 1 đâu. Đúng không nào? 0, 0 thì là một điểm cực trị rồi, nhưng 1 nó không phải là điểm cực trị mà nó phải là 2, đúng không nào? Nó chính là ý A, mình chọn A. Được chưa các em? Tiếp tục câu số 15, tương tự câu số 14 này. Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án ABCD. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Thế thì lại tương tự như câu số 14, thì ở đây mình thấy đồ thị nó là chữ N ngược, đúng không? Thì trong toán 3 chị có giải thích là gì nhỉ? Nếu như đồ thị có dạng như này thì hệ số A nhỏ hơn 0, đúng không nào? Hệ số A nhỏ hơn 0 thì mình hoàn toàn có thể loại được B. Và thứ hai là gì nhỉ? Đồ thị hàm số đi qua hai điểm 0, 1 và 1, 0 và 0, 2. Thế thì 1, 0 thì 0, 2 thì mình loại luôn được là gì nhỉ? 0, 2 và 0, 2, đúng không ạ? À đâu, đồ thị hàm số đi qua điểm này. Đồ thị, chị biết rõ rồi nhé. Đồ thị hàm số đi qua điểm 0 này, trừ 2 này, chấm phẩy 2 này, 2 này và 1, 0. Đúng không nào? Thế thì đi qua điểm 0 trừ 2 thì mình hoàn toàn có thể loại được A, đúng không? Loại A. Do khi x bằng 0 thì y bằng 2, nó không phải là trừ 2 thì loại mình còn C và D. C và D thì tiếp theo là đồ thị hàm số đi qua điểm 1, 0 hoặc là điểm 2, 2 thì mình sẽ tìm ra được là C hay D. Thì mình bài này mình sẽ bấm máy tính. Hoặc là tính nhầm cũng được, nếu như mà đi qua điểm 2 này, đi qua điểm C nhé, với C đi qua 1, 0 đi. Thế thì là y1 bằng gì nhỉ các em? Y1 bằng trừ 1 này, cộng 6 trừ 2 và bằng 3, không thỏa mãn đúng không nào? Thế thì mình chọn D luôn, không cần phải dùng máy tính nữa. Tiếp theo câu hỏi số 16 này, tương tự lại là một bài nhận dạng đồ thị. Mà cái phần nhận dạng đồ thị này chị có giải thích chi tiết ở trong sách toán 3 ấy. Các em mở ra xem lại nhé. Thế thì ở đây là gì nhỉ? Đường cong trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào? Thì đầu tiên là đồ thị hàm số này có dạng chữ N ngược, tức là hệ số A nhỏ hơn 0, đúng không nào các em? Hệ số A nhỏ hơn 0 thì mình loại B, đúng không nào? Hệ số A nhỏ hơn 0 thì loại B rồi. Tiếp theo là đồ thị hàm số đi qua điểm gì các em? Đi qua điểm 2, 0 này, điểm này, trừ 1, 0 này, và điểm 0, 4, 0, trừ 4. 0, trừ 4 thì mình hoàn toàn có thể loại được C, đúng không nào các em? Bởi vì nếu như thay 0 vào thì mình loại, đầu tiên là loại B này, loại C mình chỉ còn A và D thôi. A và D thì tiếp theo là gì nhỉ? Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị. Điểm thứ nhất là điểm 0, 4. Đây là một điểm cực trị này, tức là x bằng 0 và x bằng 2 là hai điểm cực trị của hàm số đã cho. Tức là y phẩy bằng 0 có hai nghiệm này, đúng không nào? Đầu tiên mình xét A nhé, xét A thì mình có là y phẩy bằng trừ 3 x bình, đúng không nào? Nó chỉ có một nghiệm là x bằng 0 thôi, cho nên mình loại luôn A và chọn D. Được chưa nào? Đây là kết thúc ba bài nhận dạng đồ thị. Tiếp theo câu hỏi số 7 này. Cố lên các em nhé. Đã làm đến đây là sắp được một nửa rồi thì đừng bỏ cuộc. Thực ra cái việc mình chăm học hay không chăm học ấy nó phụ thuộc vào cái ý chí của mình thôi. Nếu như cái ý chí của mình quyết tâm ấy, xong rồi mình thúc đẩy, mình nghĩ đến động lực, cố gắng là mình đỗ đại học thế này thế kia, thì các em lại sẽ làm được hết thôi. Chứ không phải là mình nghĩ là mình không làm được hay là mình thế này thế nọ đâu. Thế nhá, nói chung là chúng ta cố lên, đi đến hết đề luôn, hết quyển sách luôn.
Và như thế thì sau đấy các em sẽ thấy mình thay đổi hoàn toàn luôn. Nếu như hôm nay chúng ta không cố gắng thì ngày mai chúng ta không thể nào tốt lên được. Thế nhá. Thế thì bắt đầu luôn câu hỏi số 17 này. Bây giờ như các em cũng đã học đến nguyên hàm tích phân hay sao ấy. Nếu như các em học online thì chắc là qua rồi. Còn nếu như ở lớp thì cái đợt trước Tết nghỉ nó chỉ là nguyên hàm tích phân thôi. Thế thì đầu tiên là bài toán này là gì nhỉ? Cho hàm số fx bằng 20x bình trừ 3x cộng 7 trên căn 2x trừ 3 và nguyên hàm của fx bằng ax bình cộng bx cộng c nhân với căn 2x trừ 3 với x lớn hơn 3 phần 2 để hàm số fx là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x thì giá trị của abc là. Thì cái bài toán này này các em chú ý ở đây cho chị nhé, là gì nhỉ? Ở đây mình thấy cái phần nguyên hàm nó xuất hiện cái 2x trừ 3 này này, căn 2x trừ 3 thì nó là một cái gọi là cái gì nhỉ, một cái dữ kiện để mình có thể tìm được cái biến để mình đặt ấy. Mình sẽ làm bài toán này, mình sẽ sử dụng phương pháp đổi biến để cho nó mất cái căn đi. Thì ở đây cái này nó gợi ý luôn là ở phần nguyên hàm nó sẽ xuất hiện một nhân tử chung là căn 2x trừ 3, có nghĩa là mình hoàn toàn có thể đặt cái căn này bằng u để sau đó mình sẽ biến đổi cái này nó mất căn đi này, cái này mất căn đi được không? Mất căn đi thì mình hoàn toàn có thể làm bình thường thôi, không cần phải dùng gì hết, được chưa? Thế thì ở đây chị sẽ làm luôn cho các em nhé. Này, đầu tiên đổi biến. Đợi chị chia bảng ra tí nữa viết cho nó gọn gàng. Đổi biến thì mình đặt u bằng căn của 2x trừ 3, đúng không nào? U bằng căn của 2x trừ 3 thì lúc này suy ra u bình bằng 2x trừ 3, đúng không nào? Và 2u du bằng 2dx, phải không nào các em? Tương đương với là gì? U du bằng dx, đúng không nào? Thế thì lúc này mình sẽ từ cái bình phương này nhé, mình hoàn toàn có thể biến đổi x bằng u bình cộng 3 trên 2, đúng không nào các em? Thì lúc này mình sẽ thay cái x và cái căn 2x trừ 3 ở phía bên trên vào cái hàm số f nhỏ x. Lúc này f nhỏ x sẽ bằng gì các em nhỉ? 20 nhân u bình tức là x bình tức là u bình cộng 3 trên 2 tất cả bình, đúng không nào? Trừ đi 30 nhân u bình cộng 3 trên 2 cộng với 7 trên u, đúng không nào các em? Thì lúc này cái chỗ này mình sẽ biến đổi để nó trở về mỗi u thôi. Thế thì nó sẽ là gì nhỉ? 20 chia cho 2 bình tức là 5, đúng không nào? 5 nhân với u mũ 4 cộng với 6 u bình cộng với 9, đúng không nào? Đây là khai phương cái bình phương tam thức bậc 2 thôi. Và trừ đi 15 nhân u bình cộng 3 cộng với 7 trên u bình, đúng không nào các em? Và chỗ này nó sẽ ra là gì? 5 u mũ 4 này cộng với 5 x 6 là 30, 30 trừ đi 15 là có 15 u bình, đúng không nào? Và cộng với 5 x 9 45, 45 trừ đi 15 x 3 là 45, đúng không nào? 45 trừ 45 hết còn 7 thôi. Thế thì là chỗ này là trên u nhá. Chị viết nhầm đấy. Đây này, chỗ này này, u thôi. Thế thì chỗ này là u, đúng không nào các em? Và nó hoàn toàn có thể là gì? Biến đổi thành chỗ này là x lớn hơn 3/2 rồi nên cho nên hoàn toàn cái căn 2x trừ 3 này nó xác định. Cho nên mình hoàn toàn có thể chia xuống tức là 5u mũ, cái căn 2x trừ 3 này nó luôn lớn hơn 0 nữa. Cho nên là chia 5u mũ 3, đúng không nào? Cộng với 15u cộng với 7 trên u, đúng không nào? Thế thì lúc này mình thay vào cái nguyên hàm, lúc này mình sẽ là nguyên hàm của fx dx nó sẽ bằng gì các em? Nguyên hàm fx lúc này nó sẽ là 5u bình u mũ 3 này cộng 15u cộng 7 trên u, đúng không nào? Và cái dx này nó bằng là, đây là u chứ, u du, đúng không nào các em? Vậy thì chỗ này nó sẽ là u du. Lúc này mình nhân vào cái này nó sẽ là 5u mũ 4, đúng không nào? Cộng với 15u bình cộng với 7u trên mẫu mất, đúng không nào? Du. Bài này thì hoàn toàn đơn giản rồi, nó chỉ là nguyên hàm của một đa thức thôi. Thế thì lúc này nó sẽ là bằng u mũ 5, đúng không nào? Cộng với 15 phần 3 là 5u mũ 3 cộng với 7u cộng với c, đúng không nào? Và chỗ này mình sẽ hoàn toàn có thể là gì nhỉ? Đặt u ra ngoài là còn u mũ 4 cộng với 5u bình cộng 7, đúng không nào? Cái u này nó chính là cái căn 2x trừ 3 rồi. Cho nên là mình chỉ cần đi biến đổi cái u mũ 4 cộng 5u bình cộng 7 thôi để xem nó mình sẽ đồng nhất hệ số cái này này với cái này này.
Được chưa? Và mình sẽ tìm ra ABC đúng không? Thế thì lúc này U mũ 4, U nó sẽ là gì nhỉ? Căn 2x trừ 3 mũ 4 cộng với 5 nhân căn 2x trừ 3 và cộng 7 lúc nào? Và nó hoàn toàn là bằng 2x trừ 3 mũ 2 cộng với 5 nhân 2x trừ 3 và cộng 7 đúng không nào? Và chỗ này bị ấy à? Để chị xóa bên trên nhé. Chị xin phép là xóa bên này đúng không? Xóa bên này để chị viết sang. Được chưa? Thì chỗ này nó sẽ là bằng gì các em nhỉ? Bằng 4x bình này. 4x bình này trừ đi 2 x 2 x 3 là 12x. Cộng với 9 cộng với 10x trừ 15 cộng 7 đúng không nào? Và nó bằng 4x bình này. 10 trừ 12 là còn trừ 2x cộng với 9 cộng 7 là 16, 16 trừ 15 là cộng 1 đúng không nào? Thế thì hoàn toàn suy ra là chỗ này suy ra là gì nhỉ? Ôi chết, chỗ này bị che mất rồi. Thế chị viết lại bên lên trên đây nhé, nó là 4x bình này trừ 2x này cộng 1 thì số này suy ra a bằng 4, b bằng trừ 2 và c bằng 1. A bằng 4 này, b bằng trừ 2, c bằng 1, chọn c các em nhé. Đấy, mình thực ra là nhìn đề nó khó thế thôi, nhưng mà ý là nhìn đề thực ra là nó không khó, nhưng mà nhìn đề nó phức tạp ấy. Nhưng mà hoàn toàn các em đổi biến là nó ra luôn thôi. Đây là một bài toán gọi là bài toán thông hiểu của phần đổi biến của cái nguyên hàm đây này. Cho nên là đấy, chị bảo là các em đừng có bỏ cuộc nhé. Chỉ cần biến đổi một xíu thôi là nó đã ra rồi. Mà hoàn toàn chị chẳng dùng cái tính một tí nào luôn đấy. Tiếp theo này, câu số 18 này. Cái bài này thì là gì nhỉ? Cho hai hàm số này f lớn x và f nhỏ x này. Tìm AB để fx là một nguyên hàm của hàm số f nhỏ x. Thế thì cái bài toán này nhá, mình không tính nguyên hàm f nhỏ x cũng được, bởi vì tính nguyên hàm thì mình phải làm là nguyên hàm từng phần đúng không? Thế thì bài này mình sẽ đạo hàm một cái vì f lớn x là một nguyên hàm của f nhỏ x đúng không nào? Thì lúc này mình sẽ có là gì các em? Fx phẩy bằng f nhỏ x đúng không nào? Hoàn toàn như thế đúng không? Thế thì lúc này mình chỉ cần đạo hàm cái f lớn x thôi, mà đạo hàm nó sẽ dễ hơn là nguyên hàm cái f nhỏ x này đúng không? Thực ra là không phải là dễ hơn mà là nó đỡ mất thời gian hơn thôi. Chỗ này nó sẽ là gì nhỉ? Tương đương x bình cộng với ax cộng b nhân e mũ trừ x phẩy bằng f nhỏ x đúng không nào? Và chỗ này là gì nhỉ? Cái này là đạo hàm của một tích thì nó sẽ là u phẩy v cộng v phẩy u đúng không? U phẩy v tức là xem nào, 2x này cộng với a đúng không nào? Nhân e mũ trừ x và cộng với v phẩy u tức là trừ e mũ trừ x đúng không nào? Nhân với x bình cộng với ax cộng b bằng f nhỏ x đúng không nào? Và tương đương chỗ này là gì nhỉ? Đặt e mũ trừ x ra ngoài đúng không? Thì mình sẽ còn là trừ x bình này trừ ax cộng 2 tức là cộng với 2 trừ a nhân x đúng không nào? Và cộng với a trừ b bằng f nhỏ x. Thế thì lúc này mình sẽ dùng cái kỹ thuật là gì? Đồng nhất hệ số, mà hoàn toàn là cái f nhỏ x này nó bằng gì nhỉ các em? Bằng e mũ trừ x nhân trừ x bình cộng với 3x cộng 6 đúng không nào? Thế thì lúc này đồng nhất hệ số mình có là gì nhỉ? Trừ 1 bằng trừ 1 đúng không nào? Và 2 trừ a nó phải là bằng 3 đúng không các em? Và a trừ b bằng 6, tức là tương đương a bằng trừ 1, a bằng trừ 1 đúng rồi, và b bằng trừ 1 trừ đi trừ 6 là trừ 7. A bằng trừ 1, b bằng trừ 7, mình chọn b. Đấy, nhiều bạn kiểu không nghĩ ra, cứ đi làm theo cái truyền thống là tìm nguyên hàm của fx xong rồi đặt nguyên hàm từng phần các thứ thì nó cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mất thời gian hơn. Các em chú ý nhé, đọc bài thì mình tư duy một chút để mình làm sao cho nó nhanh, được chưa? Hoàn toàn không dùng máy tính luôn. Tiếp theo này, câu số 19. Câu số 19 này cũng là tương đương với cái câu số 19 ở trong sách thực chiến đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn toán. Đấy, thì cái bài này là bài tập rèn luyện của câu đó mà. Thì ở trong sách nó cũng có giải thích chi tiết ấy. Là gì nhỉ?
Hàm số này số nghiệm thực phân biệt của phương trình, chị viết ra luôn nhé. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình 3fx cộng 5 bằng 0 chính là số giao điểm của hai đồ thị hàm số y bằng fx và y bằng trừ 5 phần 3. Đúng không nào các em? Mà cái trừ 5 phần 3 này nó chính là đường thẳng trừ 5 phần 3 ấy. Thì mình thấy là trừ 5 phần 3 là nó là tầm rơi vào trừ 5 đến phần 3 thì nó nhỏ hơn trừ 1 đúng không? Thì nó phải nằm bên dưới của trừ 1 cơ. Có nghĩa là nếu như mình vẽ xuống dưới đây thì nó chỉ là cái đường như này thôi, tức là y bằng trừ 5 phần 3. Thế thì lúc này đồ thị hàm số nó chỉ cắt cái đường thẳng y bằng trừ 5 phần 3 tại hai điểm là điểm này và điểm này, đúng không nào? Các em chú ý nhá, cái bảng biến thiên ấy nó chính là cái dáng điệu của đồ thị luôn, cho nên mình không cần phải vẽ đồ thị đâu mà mình áp luôn cái đường thẳng đấy vào cái bảng biến thiên này thôi. Đấy, tiếp theo này, câu số 20 cũng tương tự như câu số 19, nó cũng là một bài toán là tìm giao điểm, tìm số nghiệm, tìm giao điểm của hai đồ thị hàm số ấy, thông qua một cái phương trình nào đó. Thì chỗ này nó hoàn toàn là gì nhỉ? Fx bằng trừ 7 phần 2 và bằng trừ 3,5, đúng không nào? Trừ 3,5 nào, trừ 3,5 thì nó nằm ở bên trên trừ 4 một đoạn, đúng không? Tức là nó nằm ở cái chỗ này này, chị vẽ nó nôm na thôi, nó không chính xác lắm về vị trí đâu. Nhưng mà nôm na là nó nằm bên trên trừ 4 thì nó cắt cái đồ thị hàm số tại 1, 2, 3, 4. Tức là phương trình này có 4 nghiệm phân biệt, đúng không nào? Tiếp theo câu số 21 lại là một câu tìm số nghiệm của phương trình đấy. Thế thì lúc này là gì nhỉ? 2 nhân fx trừ 3 bằng 0 tương đương với fx bằng 3 phần 2, đúng không nào? 3 phần 2 nó là 1,5. 1,5 thì nó vẫn nằm giữa trừ 2 và 4, cho nên nó cắt đồ thị hàm số tại 1, 2, 3, 3 điểm phân biệt. Được chưa? Tiếp theo này, câu số 22. Cho hình chóp SABC có đáy là tam giác đều cạnh A, hình chiếu vuông góc của đỉnh S xuống mặt đáy là trung điểm H của cạnh AB. Biết tam giác SAB đều, khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng SBC là. Mà bài cho là gì nhỉ? Tam giác SAB đều, tức là tam giác SAB đều thì nó lại cũng là có cạnh bằng A rồi, vì AB bằng A mà. Thì cái S gọi này là gọi mình ký hiệu cái chân đường vuông góc từ H đúng không? Chỗ này là H mà, để bài cho là H. Thế thì chỗ này SH tam giác SAB đều, suy ra SH bằng gì các em nhỉ? Bằng A căn 3 trên 2 đúng không nào? Chị vừa giải thích bên trên rồi. Thế thì lúc này mình sẽ hoàn toàn có thể suy ra được HI bằng 1 trên căn của 1 trên SH bình này cộng với 1 trên HK bình, đúng không nào? Và nó bằng gì các em nhỉ? Bấm máy tính nhá. Cái siêu này. Đợi chị một xíu, chị bật máy tính lên đã. Máy tính. Rồi. Ok. Đây, mở máy tính lên. Chưa nào. Ok. Rồi, thì chỗ này nó là bằng căn của 1 trên cái gì nhỉ? SH bằng A căn 3 trên 2, tức là căn 3 trên 2 này. Trên 2, tức là bình này, cộng với 1 trên A căn 3 trên 4, đúng nào? 1 trên này, mở ngoặc này, căn 3 này, trên 4 này, bình này. Và nó bằng 2 căn 15 trên 3. 2 căn 15 trên 3. Bằng suy ra là gì nhỉ? D từ A đến SABC nó sẽ bằng là gì? Thế rồi, chỗ này chị bị chém rồi.
Để chị viết lại lên xóa bên trên đi nhá. D từ A đến F BC sẽ bằng là 2 lần HI và bằng 4A căn 15 trên 3. Được chưa? Ủa? Không có đáp án nào. Tiếp theo này, câu hỏi số 23, một câu tiếp tuyến này. Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trừ 7 bình cộng 2 song song với đường thẳng 9x trừ y trừ 14 bằng 0? Thì thế nào nhỉ? Mình sẽ biến đổi cái 9x trừ y trừ 14 bằng 0 này về dạng là y bằng 9x trừ 14 đúng không nào? Để mình xác định hệ số góc ấy. Hệ số góc song song tức là hai hệ số góc bằng nhau, tức là cái y phẩy này, y phẩy của x0 bằng với 9 đúng không nào? Mình sẽ tìm xem bao nhiêu x0 thì nó có bấy nhiêu tiếp tuyến đúng không? Thế thì phương này là tương đương với là 3x0 bình này trừ đi 3 bằng 9 và tương đương với là gì nhỉ? 3x0 bình bằng 6 tương đương x0 bình bằng 2 tương đương x0 bằng cộng trừ 2, thế là nó có hai tiếp tuyến đúng không các em? Phương trình này có hai nghiệm mà. Tiếp theo này, câu số 24 lại là một câu tiếp tuyến tiếp, chắc là một câu rèn luyện của một câu nào đó trong sách, thì các em xem lại nhá. Thế thì là gì ạ? Cho hàm số y bằng x mũ 3 trừ 7 bình cộng 2 có đồ thị C, có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị C song song với đường thẳng D y bằng 9x trừ 25? Tương tự như câu 23 thì câu 24 cũng là hệ số góc K bằng 9 đúng không nào? Và y x0 bằng 3x bình trừ đi 6x bằng 9 tương đương với là gì nhỉ? 3x0 bình trừ 6x0 bằng 9 tương đương 3x0 bình trừ 6x0 trừ 9 bằng 0 đúng không nào? Bài này thì mình bấm máy tính giải phương trình bậc 2 thôi. Máy tính đâu rồi? Mode menu này. 9 2 2 và đây là gì nhỉ? 3 trừ 6 và trừ 9 đúng không? Và nó bằng là x1 bằng 3, x2 bằng trừ 1. Thế thì phương trình lại có hai nghiệm rồi. Đấy, chị quên, không cần phải bấm máy tính mà. Bởi vì bài này là phương trình bậc 2 thì mình ghi delta thôi. Xem nó có mấy nghiệm, đúng không nào? Tiếp theo câu số 25, cho hàm số y bằng fx có đồ thị như vẽ. Đồ thị hàm số đã cho có bao nhiêu tiếp tuyến với trục y? Mình hoàn toàn có thể vẽ được đúng không? Tiếp tuyến đầu tiên là đi qua hai điểm cực trị. À, hai điểm cực tiểu này. Và tiếp tuyến thứ hai là đi qua cái điểm cực đại, thế thôi, chỉ có hai tiếp tuyến này thôi. Mình chọn C. Alo. Nhà ở bên vùng ngoài ô, tôi có căn nhà xinh, tuy bé nhưng mà xinh, tháng ngày sống riêng một mình. Câu hỏi số 28. Tập hợp các số thực m để hàm số y bằng x mũ 3 cộng m cộng 4 x bình cộng 5 m cộng 2 x cộng m cộng 6 đạt cực tiểu tại x bằng trừ 2 là. Thì bài toán này đầu tiên là gì nhỉ? Để hàm số đã cho đạt cực tiểu tại x bằng trừ 2 thì điều kiện của y phẩy là y phẩy 2 trừ 2 bằng 0 đúng không? Và thứ hai là y 2 phẩy của trừ 2 phải lớn hơn 0 đúng không? Thì mình sẽ giải nhé, tương đương với là gì? 3 nhân trừ 2 tất cả bình cộng với 2 nhân trừ 2 nhân m cộng 4 cộng với 5 m cộng 2 bằng 0 đúng không? Và y 2 phẩy là 6 nhân với trừ 2 bình này, 6 nhân với trừ 2 cộng với 2, 2 nhân với trừ 2 cộng 4 lớn hơn 0 và tương đương với là 3, 4, 12 này, 12 cộng 2 là 14 trừ đi 4m cộng 5m đúng không? 14 trừ đi 4m cộng 5m là chỗ này là bằng m, 14 cộng m, 14 cộng m xem nào, 2 nhân với
2 nhân với trừ 2 là trừ 4 này, trừ 4 là trừ 16 này, trừ 16, trừ 16 bằng 0, và 6 nhân 2, trừ 2 là trừ 12 này, trừ 12, trừ 12 cộng với 2 nhân với 2 là 4 lớn hơn 0, thì cái này là không thỏa mãn. Suy ra hệ này vô nghiệm, tức là M thuộc rỗng đúng rồi các em. Và mình chọn A. Đây, chị sẽ cho các em đọc đề bài nhé. Đọc đề bài xong thì chị sẽ làm luôn này. Mình có là để hàm số gx đồng biến trên từ 5 đến cộng vô cùng, tức là mình phải tìm g phẩy x đúng không nào? Xét giống g phẩy x, tức là g phẩy x ở đây bằng f phẩy x bằng x nhân x trừ 1 tất cả bình nhân x bình cộng với mx cộng 16 và cộng với là gì nhỉ? X mũ 3 trừ đi 2x bình cộng x đúng không nào? Và chỗ này nó bằng là x nhân x trừ 1 tất cả bình nhân với x bình cộng mx cộng 17 đúng không? Và mình có là gì nhỉ? Mình có cái cụm này luôn lớn hơn 0 bởi vì là x thuộc 5 đến cộng vô cùng rồi. Thế thì ở đây mình sẽ xét cái dấu của cái x bình cộng 10x cộng 17 thì để cái g phải x luôn luôn đồng biến, tức là x bình cộng với mx cộng 17 phải luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc từ 5 đến cộng vô cùng đúng không? Dấu bằng xảy ra tại hữu hạn điểm. Thì mình có ở đây là mình hoàn toàn có thể cô lập m để mình xét dấu xét cái khoảng của m, tức là đây là m nó sẽ lớn hơn hoặc bằng là trừ x trừ đi 17 trên x đúng không nào? Mình hoàn toàn có thể biết được tương đương bởi vì là x thuộc 5 đến cộng vô cùng thì nó luôn lớn hơn 0 rồi, mình không cần phải xét dấu nữa. Có nghĩa là mình đặt cái này là vx, đây là vx đúng không? Đây là vx thì để cái m này luôn lớn bằng vx với mọi x thuộc từ 5 đến cộng vô cùng thì m phải luôn lớn bằng mắc của vx khi x thuộc 5 đến cộng vô cùng đúng không nào? Mình sẽ đi xét hàm số vx. Vx thì mình có là v phẩy x bằng trừ 1 cộng với 17 trên x bình đúng không? Và v phẩy x bằng 0 khi và chỉ khi x bằng cộng trừ căn 17. Mà cả hai cái này đều không thuộc 5 đến cộng vô cùng. Cho nên cái từ 5 đến cộng vô cùng nó luôn luôn đồng biến hoặc luôn luôn nghịch biến. Mình chỉ cần xét dấu của v với v phải x tại từ 5 đến cộng vô cùng thôi. Thì mình xét ở đây thì là mình luôn có là v phải x hình như là luôn lớn hơn cộng vô cùng trừ x đúng không? Trừ 1 cộng với 17 trên x bình 5 thì nó luôn nhỏ hơn 0, nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc 5 đến cộng vô cùng. Tức là tư suy ra m luôn lớn bằng v của 5 đúng không nào các em? Bởi vì nó luôn chiều nó luôn đi xuống như này mà 5 đây là 5 đây là trừ vô cùng đúng không nào? À, cộng vô cùng đúng không nào các em? Thì mắc của nó mình sẽ xét đến là loại là 5 v5, tức là tương đương với m sẽ lớn hơn hoặc bằng là gì nhỉ? V5 bằng xem nào. Trừ x trừ đi 17 phần x 5 trừ 8,4 tương đương với là m lớn hơn hoặc bằng này trừ 8,4 này trừ 8 đúng không nào? Mình xét cái số gần nhất mà đúng không? Mà là bằng trừ 8,4 thì m lớn lớn hơn bằng trừ 8, mà suy ra là m thuộc từ trừ 8 đến 2019 đúng không nào? Mình xem có bao nhiêu giá trị nhỉ? Từ 2019 đến 1 là có 2019 giá trị đúng không? 2019 giá trị và từ trừ 8 đến 0 là có 9 giá trị, tức là 2028 giá trị. 2028 giá trị m thỏa mãn, tức là phương án C đúng rồi em. Mình có câu số 32 này. Các em đọc đề bài nhé. Hàm số y bằng x mũ 3 trừ 6m x cộng 4 có đồ thị CM và gọi M0 là giá trị của M để đường thẳng đi qua hai điểm cực đại cực tiểu của CM, cắt đường tròn tâm y tại bán kính căn 2 tại hai điểm phân biệt sao cho tam giác IAB có diện tích lớn nhất cho khẳng định đúng. Thì ở đây mình có là gì nhỉ? Đồ thị hàm số này có hàm số rồi
Và đây là hàm bậc 3 thì mình hoàn toàn có thể viết được phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu. Cái này thì chị có hướng dẫn ở trong sách toán 3 rất chi tiết rồi. À, các em có thể xem lại ở phần bài toán tổng quát, hình như là bài toán tổng quát số 2 hay sao ấy. Thế nhá. Thế thì ở đây chị sẽ trình bày luôn là viết phương trình. Đầu tiên mình chỗ này mình sẽ hoàn toàn có thể viết được phương trình, đúng không nào? Và thứ hai là cắt đường tròn tâm y tại hai điểm phân biệt, tức là mình hoàn toàn có thể tìm điều kiện cắt hai điểm phân biệt, đúng không nào? Vì mình vừa viết phương trình được ở trên đây từ đầu rồi, cho nên mình sẽ tìm được điều kiện để cắt hai điểm phân biệt. Rồi sau đó mình mới đánh giá cái diện tích IAB theo M. Vậy thì đầu tiên mình sẽ là viết phương trình đường thẳng delta, chính là cái đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu. Mình sẽ dùng công thức GX bằng Y trừ Y phẩy nhân Y 2 phẩy trên 18A, đúng không nào? Em nào không nhớ thì mở sách ra xem lại nhé. Thế thì ở đây mình sẽ dùng máy tính luôn. Đợi chị bật máy tính này. Máy tính rồi, đây. Mình sẽ dùng máy tính, cái này thì chị cũng có hướng dẫn ở trong sách toán 3 rồi. Đầu tiên là mình chuyển về chế độ số phức. Và thứ hai mình nhập cái y trừ y phẩy nhân y 2 phẩy trên 18A vào. Tức là ở đây y là bằng này, x mũ 3 này, trừ đi 6AX, chị gắn m là A nhé, và cộng với 4, trừ đi y phẩy chính là 3X bình, trừ đi 6A, đúng không nào? Và y 2 phẩy nó bằng là 6x, đúng không nào? Trên 18 x 1 là 18. Mình sẽ can với x bằng y và a bằng 100. Nó sẽ ra kết quả là 4 trừ đi 400y rồi x bằng, được chưa nào? Chị sẽ tắt cái máy tính này đi để viết. Rồi và nó sẽ bằng 4 trừ đi 4 nhân với mx, đúng nào, với m bằng 100 và y bằng x. Thế thì cái gx bằng 4 trừ đi 4mx này, nó chính là phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị CM, tức là nó là delta. Thế thì ở đây mình sẽ tìm điều kiện để delta cắt y, cắt đường tròn y tại hai điểm phân biệt AB là d từ y đến delta sẽ nhỏ hơn căn 2, tức là cái này chính là R đấy. Thế thì ở đây mình có là gì nhỉ? Cái gx này nó sẽ tương đương với là trừ 4mx trừ y, 4mx cộng y trừ 4 bằng 0, đúng không nào? Thế thì d từ y đến delta nó sẽ bằng trị tuyệt đối của 4m cộng với y là 0 trừ 4 trên căn của 4m bình và cộng với 1 bình, đúng không nào? Và chỗ này nó sẽ bằng là chỗ này nó sẽ nhỏ hơn căn 2, đúng không nào? Vậy thì mình tương đương bình phương hai vế, bởi vì hai vế này đều không âm, đúng không nào? Bình phương hai vế mình có là 4m trừ 4 tất cả bình sẽ nhỏ hơn 2 nhân với 16m bình cộng 1, đúng nào? Và chỗ này tương đương với là 16m bình này, 16m bình trừ đi 44, 16, 16, 32m cộng với 16 sẽ nhỏ hơn 32m bình cộng với 2. Và chỗ này nó hoàn toàn tương đương với là 16m bình này cộng với 32m trừ đi 14 nó sẽ lớn hơn 0, đúng không nào các em? Và cái này thì mình lại dùng máy tính để giải cái bất phương trình bậc 2 thôi. Nó là ở đây là menu này. Bất phương trình này nó là rồi bậc 2, đúng không nào? Và mình chọn 1 thì là 16 này bằng 32 bằng trừ 14 bằng, nó sẽ ra là x nhỏ hơn, đây chị sẽ xóa bên trên đi và chị chỉ viết cái kết quả thôi nhé, được không các em? Tại vì bây giờ hết bảng rồi, đợi chị. Đây nó sẽ ra là tương đương với là x nhỏ hơn này trừ 4 trừ căn 30 trên 4 và trừ 4 cộng
Căn 30 trên 4 nó sẽ là lớn hơn x thì phải. Nhỏ hơn x. Được chưa nào? Thế thì tương đương với là tương đương ở đây chị sẽ xóa bên trên đi, chị biết tương đương như này nhá. Tương đương với là x, tương đương với là m này, chỗ này là m chứ. Tương đương với m nhỏ hơn này. Tương đương với m thuộc là trừ vô cùng đến trừ 4 trừ căn 30 trên 4 hợp với trừ 4 cộng căn 30 trên 4 đến cộng vô cùng, đúng không nào? Vậy thì chị sẽ xóa bớt cái đằng này đi. Được chưa? Điều kiện mình sẽ viết ở một dòng ở đây thôi. Điều kiện m thuộc trừ 4 trừ vô cùng trừ 4 trừ căn 30 trên 4 hợp với trừ 4 cộng căn 30 trên 4 đến cộng vô cùng, đúng không nào? Chị tắt cái máy tính này đi. Rồi, thế thì lúc này mình có là diện tích tam giác SIAB có phải bằng 1 phần 2 nhân IA nhân IB nhân sin của AIB, đúng không nào em? Được rồi, thế thì mình có là sin của IAB nó luôn mà sin của nó chính là bằng 1 phần 2 nhân căn 2 nhân căn 2 nhân sin của IAB, đúng không nào? Và nó bằng là sin IAB, đúng không nào? AIB chứ. AIB, đúng không nào? Mà sin AIB nó luôn là nằm trong thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1, đúng không nào? Thế thì lúc này cái chỗ này mình sẽ luôn có là cái này nó nhỏ hơn hoặc bằng 1. Thế thì dấu bằng xảy ra khi sin AIB bằng 1, tức là tương đương với AIB bằng 90 độ, đúng lắm các em. Sin AIB bằng 90 độ thì lúc này mình suy ra là xem nào, góc này sẽ là bằng 90 độ này. Góc này bằng 90 độ thì cái khoảng cách từ Y đến AB, D từ Y đến AB này, nó sẽ bằng là gì? Bằng 1 phần 2 AB, đúng không nào các em? Và nó bằng là xem nào, 1 phần 2 AB mà AB bằng căn của IA bình cộng IB bình, tức là căn của 2 cộng 2, và nó bằng 2, đúng không nào? 2 nhân 1 phần 2 và bằng 1, đúng không nào? Vậy thì lúc nãy mình vừa tìm cái khoảng cách D từ Y đến AB rồi, từ đây mình chỉ cần thay vào thôi. Đây chị sẽ xóa bớt bên trên đi. Được chưa? Chỗ này các em hiểu chưa? Thế chỗ này đây nhá. Thế thì lúc này chỗ này mình có là D từ Y AB nó chính là bằng trị tuyệt đối của 4M cộng với 0 trừ đi 4 trên căn của 4M bình cộng 1 bình, đúng không nào? Và bằng 1. Tương đương với đây là trị tuyệt đối của 4M trừ 4 nó sẽ bằng là 4 căn của 4M tất cả bình cộng 1, tương đương với là 16M bình này trừ đi 32M cộng với 16 bằng 16M bình cộng 1, và tương đương với là trừ 32M bằng trừ 15, tương đương M bằng 15 phần 32, đúng không nào? 15 phần 32 thì nó thuộc khoảng nào nhỉ? 15 phần 32 là hơn 0,5 một tí, đúng không nào? Nó là 0,46. 0,46 thì nó sẽ thuộc khoảng là từ 0 đến 1, đúng không? Mình chọn C. Đấy, bài toán này là như thế nhé các em. Các em nhớ là cái công thức này này, bài toán này giúp ta luyện cái công thức viết phương trình đường thẳng đi trao qua hai điểm cực trị này. Và thứ hai là mình phải xét xem là điều kiện để một đường thẳng cắt một đường tròn. Và thứ ba là mình đánh giá cái diện tích tam giác AIB. Mình đấy, bài toán này ôn cho em những cái vấn đề như thế.
Nói chung là các em cái mấu chốt của bài này là các em nhớ cái cách viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị, biết làm sao cho nó nhanh để đỡ tốn thời gian thôi, còn mấy bài cái bước đằng sau thì nó cũng chỉ là làm từng bước một thôi. Thế thôi. Câu số 33 này, biết tích phân từ 1 đến đáp của 1 trên 1 cộng căn 3 x cộng 1. Để x bằng a cộng b log an b của 3 cộng c log an b của 5, giá trị của a cộng b cộng c bằng. Thì bài toán này cái phần a ấy nó không có chứa log an b, cái a này này. Cho nên là nếu như mình làm Casio thì nó sẽ thêm biến hơi phức tạp một chút. Và thêm nữa là cái phần phương án nó toàn là phân số, cho nên ABC chị nghĩ là nó không nguyên ấy. Thì dùng Casio nó sẽ mất thời gian. Cho nên bài toán này mình sẽ làm bình thường. Thì mình thấy ở đây là tương tự như cái câu này ở trong phần đề. Đây là câu bài tập rèn luyện mà. Thì cái câu này trong phần đề nó cũng xuất hiện căn ở mẫu số, cho nên mình sẽ nhân liên hợp để mất căn ở mẫu số, và sau đó mình đặt căn bằng U dùng phương pháp đổi biến và giải bài toán bình thường. Thì đầu tiên mình đặt cái này là Y nhé. Thì lúc này nhân liên hợp mình có Y bằng tích phân từ 1 đến 5 của căn 3X cộng 1 trừ 1 trên căn 3X cộng 1 cộng 1 nhân căn 3X cộng 1 trừ 1, đúng không nào, dx. Và nó bằng là tích phân từ 1 đến 5 của 1 phần 3 căn 3X cộng 1 trừ 1 trên x dx, đúng không nào. Vậy thì lúc này chỗ này mình sẽ có là cái này bằng 1 phần 3 tích phân từ 1 đến 5 của căn 3X cộng 1 trên x trừ đi tích phân từ 1 đến 5 của 1 trên x dx, đúng không nào. Và cái này bằng 1 phần 3 tích phân từ 1 đến 5 của căn 3x cộng 1 trên x dx trừ đi log an bé trị tuyệt đối của x chạy từ 1 đến 5, đúng không nào. Và chỗ này nó bằng 1 phần 3 nhân y2 trừ đi loganepe của 5 chứ loganepe của 1, đúng không nào. Và chỗ này nó bằng 1 phần 3 nhân y2 trừ đi loganepe của 5, đúng không nào. Thế thì bây giờ mình sẽ đi tính y2, đúng không các em. Y2 bằng tích phân từ 1 đến 5 của căn 3x cộng 1 trên x dx. Mình đặt căn 3x cộng 1 bằng u thì suy ra là u bình bằng 3x cộng 1, đúng không nào, và tương đương là 2u du bằng 3 dx, tương đương là dx bằng 2 phần 3 du u du, đúng không nào. Và chỗ này mình hoàn toàn có thể suy ra được là x bằng u bình trừ 1 trên 3, đúng không nào. Thế thì lúc này mình có y2 bằng sẽ bằng là tích phân từ 1 đến 5 đổi biến x u x bằng 1 5 thì u bằng căn 3 x cộng 1 3 nhân 1 cộng 1 2 3 nhân 5 cộng 1 4 này. Thế thì ở đây là 2 đến 4 đúng không? Của u trên u bình trừ 1, đúng không nào. U bình trừ 1 và nhân với 2 phần 3 u du, đúng không nào. Và chỗ này nó bằng là 2 đến 4 của xem nào, 2 u trên u bình trừ 1, 2 u bình trên u bình trừ 1 du, đúng không nào. Và chỗ này nó hoàn toàn nó bằng là bằng, đây bị che mất rồi, chị xóa bên này đi nhá. Chỗ này nó sẽ là bằng đây. Đây, xóa bên đây. Được chưa? Y bằng 1 phần 3 nhân với Y2 này, trừ đi logan bé của 5, đúng không nào. Và chỗ này mình có là, mình sang trang bên đây nhé, nó sẽ bằng là Y2 này, Y2 nó bằng là tích phân từ 2 đến 4, mình sẽ làm mất mẫu số đi nhé, 2 U bình này trừ đi 2 trên U bình trừ 1, đúng không, và cộng với 2 trên U trừ 1 nhân u cộng 1, đúng không nào, du. Và chỗ này nó bằng là tích phân từ 2 đến 4 của
2du đúng không? Và cộng với tích phân từ 2 đến 4 của 1 trên u trừ 1 trừ đi 1 trên u cộng 1 đúng không nào? Cái này thì quen thuộc rồi. Trong sách toán 3 thì cũng có giới thiệu kỹ, các em xem lại. Thế thì chỗ này nó sẽ bằng là gì? 2u tích phân từ 2 đến 4 cộng với xem nào. Logan EP của trị tuyệt đối của u trừ 1 này trừ đi logan EP trị tuyệt đối của u cộng 1 đúng không nào? Từ 2 đến 4 đúng không? Và chỗ này nó sẽ bằng là gì nhỉ? 2u 2 nhân 4 là 8 này 8 trừ 4 là 4 đúng không? Và cộng với logan của u chính là logan EP trị tuyệt đối của u trừ 1 trên u cộng 1 đúng không? Và nó bằng là gì nhỉ? Logan EP của 4 này 4 trừ 4 là 3 này trừ đi logan EP của 5 trừ đi logan EP của 1 và cộng với logan EP của 3 đúng không nào? Và chỗ này nó hoàn toàn nó bằng là 4 cộng với 2 logan EP của 3 trừ đi logan EP của 5 đúng không nào? Vậy thì mình thay vào đây mình sẽ có là một phần ba nhân 4 cộng với 2 logan EP của 3 trừ đi 2 logan EP của 5 đúng không nào? Vậy thì lúc này mình có là gì nhỉ? A cộng B cộng C bằng A cộng B cộng C bằng 4 phần 3 cộng với 2 phần 3 trừ đi 2 phần 3 và nó bằng là 4 phần 3, mình chọn A đúng không nào? Câu hỏi số 34, cho một số y bằng fx liên tục trên r và có đồ thị như hình vẽ bên phải, số nghiệm của phương trình y bằng f của fx bằng 0 là. Thì đây, cái câu 34 này nó là câu bài tập rèn luyện của câu số 43 trong sách thực chiến đề. Thì câu số 43 này là trang 265 này. Thì ở đây cái phần bên tay trái này này, tác giả đã viết rõ cái memorize, tức là từng bước thực hiện cái bài toán này. Thì bạn nào có sách thì dở ra để xem cái bước thực hiện của bài toán này và nhớ là ghi nó vào một quyển nốt nào đấy ấy, để sau đó các em xem lại. Những cái bài toán nó có dạng tương tự thì các em chỉ mở ra xem lại là nhớ cách làm thôi. Thì chị sẽ nhắc lại cho các em ở đây là bước 1. Bước 1 thì trong cái memorize trong sách nó có ghi là việc xác định số nghiệm của phương trình f của ux bằng m trên thực hiện trên d, ta thực hiện theo các bước. Bước 1, xác định hoành độ giao điểm của đường thẳng y bằng m và đồ thị hàm số y bằng x, gọi các điểm đó là x1, x2 đến xn. Bước 2, khảo sát ux với x trục d để xác định tập giá trị của ux trên d, từ đó tìm được giá trị của xy với y bằng 1 đến n. Thỏa mãn phương trình ux bằng xy với x trục d dựa vào sự biến tiên của ux trên d để xác định số nghiệm của phương trình ux bằng xy. Được chưa? Thế thì với bài toán này đầu tiên là mình xác định y bằng phương trình xác định nghiệm của phương trình fx bằng 0 đúng không nào? Tức là giao điểm của fx với trục ox thì nó có là tương đương với là hoặc là x bằng x1 bằng trừ 2 này trừ 2, 2 đúng không nào? x2 bằng 0 và x3 bằng trừ 2, bằng 2 đúng không nào? Thì đầu tiên bước 2, bài toán này may quá cái fx nó là fx luôn cho nên mình không cần phải tìm d một lần nữa mà d bằng r luôn. Thế thì đầu tiên là phương trình fx bằng 2 đúng không nào? Tìm số nghiệm của phương trình fx bằng trừ 2. Fx bằng trừ 2 đây đứng là giao điểm của đường thẳng y bằng trừ 2 và đồ thị hàm số y bằng fx đúng không nào? Và nó sẽ là 2 nghiệm đúng không? Suy ra là 2 điểm. Được chưa? Thứ hai là fx bằng 0. Thì mình thấy đây là trục ox cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm. Đúng không nào? Và thứ ba là fx bằng 2. Thì suy ra là gì nhỉ? Lại cắt tại 2 điểm đúng không các em? Đây, chị vẽ hơi lệch không gì? Đây, tại điểm này. Và điểm này lại 2 điểm. Vậy suy ra tổng là phương trình f và f của x bằng 0 có
2 cộng 3 là 5, 5 cộng 2 có 7 nghiệm. Tức là mình chọn B. Tương tự câu số 35. Ui giời, lúc nãy chị vẽ vào đây. Sorry các em. Câu số 35 này, cho hàm số y bằng fx liên tục trên r có đồ thị như hình vẽ bên, gọi m là số nghiệm của phương trình f của fx bằng 1. Khẳng định nào sau đây là đúng? Thì tương tự như bài lúc nãy, mình có ở đây là xem nào. Đầu tiên là xét phương trình fx bằng 1 là số nghiệm, là số giao điểm chứ, của đồ thị hàm số y bằng fx và đường thẳng y bằng 1. Đây, tức đường thẳng này đây. Thì mình sẽ gọi đây là x1 này. Đây là x2 và đây là x3, được chưa nào? Thế thì lúc này mình sẽ có là đồ thị hàm số này cắt đường thẳng y bằng 1 tại 3 điểm có hoành độ là x1 này, x2, x3 với xem nào. X1 nhỏ hơn x2 nhỏ hơn 1 nhỏ hơn x3, được chưa? Thế thì lúc này mình sẽ có là với xem nào, để chị đây nhá, x1 này được chưa, nhỏ hơn x2 này, nhỏ hơn 1 này, nhỏ hơn hẳn 2 luôn, nhỏ hơn 2 nữa và mới nhỏ hơn x3. Thì đầu tiên là với x bằng x1, tức là xét phương trình fx bằng x1. X1 đây, mình sang đây. X1 nó nhỏ hơn 1 cho nên là nó sẽ nằm ở cái đoạn này. Vậy thì phương trình y bằng x1 này, y bằng x1, y bằng x1, fx bằng x1 có 1 này, 2 này, 3, đúng không nào? 3 nghiệm. Tiếp theo, phương trình fx bằng x2 tương tự x2 cũng nhỏ hơn 1 đúng không? Và nó nhỏ hơn hẳn 2 cho nên nó cũng cắt tại 3 nghiệm. Đúng không nào? Tương tự như trên. Và thứ ba là fx bằng x3. Mình có là x3 lớn hơn hẳn 2 đúng không? Cho nên nó sẽ nằm ở bên trên đây, được chưa nào? Thì nó sẽ là có một nghiệm, đúng không? Tại chỉ cắt tại một điểm này thôi, có một nghiệm. Thì lúc này mình ở đây mình sẽ có là 3 cộng 3 cộng 1 bằng 7 nghiệm. Mình chọn B. Được chưa? Tiếp theo câu số 36. Tương tự như hai câu trước, lại có cho đồ thị hàm số có y bằng fx như hình vẽ, số nghiệm thuộc khoảng từ 0 đến pi của phương trình f sin x bằng trừ 4 là. Thì mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đi tìm số nghiệm của đặt nếu như mình đặt t bằng sin x với t thuộc từ trừ 1 đến 1, đúng không nào? Thì lúc này mình sẽ xét phương trình ft bằng trừ 4, đúng chưa? Thế thì lúc này mình có là số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của đường thẳng DI bằng trừ 4, số giao điểm Y bằng trừ 4 và FT với T thuộc trừ 1 đến 1. Đúng chưa nào? Nhìn vào đồ thị thì mình thấy là gì nhỉ? Xem nào. Trừ 4 đúng chưa? Trừ 2 này. Trừ 4. Được chưa nào? Mình thấy là FT bằng trừ 4 khi đây là, và đây là x1, đây là x2 và đây là không cắt đúng không nào? Thì mình có là x1 này, x2 này, được chưa nào? Câu hỏi số 37.
cho hàm số fx có đạo hàm và liên tục trên r, thỏa mãn f(x) cộng x nhân fx bằng 2x nhân e mũ trừ x bình và f0 bằng 2 với trừ 2 tính f1. Thì cái bài toán này ở trong sách thực chiến trang 267 ấy, thì các thầy cô có ghi ra cái phương pháp làm của bài toán này rồi. Thì chị nhắc lại thôi, đó là với bài toán có dạng f'x cộng gx nhân fx bằng hx thì ta nhân cả hai vế với e mũ nguyên hàm của gx dx, được chưa? Vậy với bài toán này thì mình nhân với, đúng không nào, áp dụng vào bài toán thì nhân hai vế của sao với e mũ nguyên hàm của x dx bằng e mũ x bình trên 2, đúng không nào? Thế thì lúc này mình có là gì nhỉ? E mũ nguyên hàm của x dx nhân f'x cộng với x nhân e mũ nguyên hàm của x dx nhân fx bằng 2x nhân e mũ trừ x bình trên 2, đúng chưa nào? Và tương đương với là e mũ nguyên hàm của x dx nhân fx phải bằng 2x nhân e mũ trừ x bình trên 2, đúng chưa nào? Và lấy nguyên hàm hai vế thì mình có là e mũ x bình trên 2 nhân fx phải dx bằng nguyên hàm của 2x nhân e mũ trừ x bình trên 2, được chưa? Và suy ra là tương đương là e mũ x bình trên 2 nhân fx bằng nguyên hàm của 2x nhân e mũ trừ x bình trên 2 dx, được chưa? Vậy thì suy ra là gì nhỉ? Suy ra fx bằng nguyên hàm của 2x nhân e mũ trừ x bình trên 2 dx trên e mũ x bình trên 2, đúng chưa? Và mình có ở đây là sau khi lấy nguyên hàm cái này nó sẽ có hệ số c, đúng chưa? Hệ số c thì mình sẽ sử dụng cái f0 bằng trừ 2 để mình thay vào, từ đó tìm c. Tìm được c rồi thì mình sẽ suy ra được f1 bằng bao nhiêu, đúng chưa nào? Thế thì lúc này mình sẽ là đi tìm nguyên hàm của 2x nhân e mũ trừ x bình trên 2 dx, đúng chưa nào? Mà mình có là gì nhỉ? E mũ trừ x bình trên 2 phải nó bằng là trừ 2x trên 2 nhân e mũ trừ x bình trên 2, đúng không nào? Và nó bằng là trừ x nhân e mũ trừ x bình trên 2. Vậy thì suy ra là fx nó bằng là nguyên hàm của 2 trừ 2 nhân với e mũ trừ x bình trên 2 phẩy dx, đúng chưa nào? Và nó bằng là trừ 2 nhân e mũ trừ x bình trên 2 cộng c, được chưa? Vậy thì lúc này mình chỉ sẽ xóa bên này đi để thay nó vào. Lúc này mình có là fx bằng trừ 2 nhân e mũ trừ x bình trên 2 cộng c chia cho e mũ x bình trên 2, và với f0 bằng trừ 2 suy ra trừ 2 bằng trừ 2 nhân e mũ 0 cộng c trên e mũ 0, suy ra c bằng e mũ 0 bằng 1, c bằng 0. C bằng 0 thì suy ra f1 bằng trừ 2 nhân e mũ trừ 1 phần 2 trên e mũ 1 phần 2, đúng chưa? Và nó bằng gì nhỉ? E mũ trừ 1 phần 2 bằng trừ 2 trên e mũ 1 và bằng trừ 2 trên e. Vậy thì mình chọn D.
Câu số 40 có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn từ chiều 2019 đến 2019 sao cho phương trình mx mũ 4 trừ 4x cộng m có nghiệm? Thì mình thấy bài toán cái phương trình sau này hoàn toàn có thể cô lập tham số m, cho nên mình sẽ giải bài toán này theo kiểu cô lập tham số, từ đó xét hàm số, được chưa? Và mình có là gì nhỉ? Sao tương đương với m nhân x mũ 4 cộng 1 bằng 4x, và tương đương với là 4x trên x mũ 4 cộng 1 bằng m. Mình đặt 4x trên x mũ 4 cộng 1 bằng m bằng fx, thì bài toán trở thành là xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số y bằng fx và đường thẳng d y bằng m cùng phương với trục ux, tức là mình sẽ xét hàm số y bằng fx có f'x bằng 4x nhân với là gì nhỉ? 4 nhân với x mũ 4 cộng 1 trừ đi 4x nhân 4x mũ 3 trên x mũ 4 cộng 1 tất cả bình, và chỗ này nó bằng là trừ 12x mũ 4 cộng với 4 trên cho x mũ 4 cộng 1 tất cả bình. F'x bằng 0 tương đương với x bằng cộng trừ căn bậc 4 của 4 phần 12, đúng chưa? Thế thì lúc này mình chỉ cần đi xét bảng biến thiên thôi. Thì mình thấy là bảng biến thiên này mình có là x này, f phẩy x này, fx này trừ vô cùng trừ căn bậc 4 của 4 phần 12, căn bậc 4 của 4 phần 12 và cộng vô cùng, được chưa nào? Thì mình có ở đây là nếu như mà mình bấm máy tính thì mình sẽ ra là ở đây là trừ này, 0 này, cộng này, 0 này, trừ, được chưa? Và bây giờ mình sẽ đi xét lim của fx khi x đến cộng vô cùng và lim của fx khi x đến được đến trừ vô cùng để mình hoàn thành bảng biến thiên. Thì mình có ở đây là mình dùng máy tính nhá. Xem nào. Trừ 12 xem nào. 4x đúng không? 4x này, 4x trên x mũ 4 cộng 1 x mũ 4 cộng 1. Thì cái bài toán này thực ra không dùng máy tính ấy, thì mình cũng ra luôn được là đồ thị hàm số có một đường tiệm cận ngang y bằng 0, do là bậc của đa thức bậc tử nhỏ hơn đặc bậc của đa thức bậc mẫu. Tuy nhiên mình vẫn thử ra đây cho các em xem nhé. Ví dụ như là 10 mũ 10 này, 10 mũ 10 này bằng xấp xỉ 0 đấy, và trừ 10 mũ 10 đấy. Thì chỗ này mình có là xuống này, lên này, xuống này, không không, và chỗ này là như là 2,28, các em bấm máy tính xấp xỉ nhá, và trừ 2,28. Thế thì mình có là để đồ thị hàm số để phương trình sao có nghiệm thì trừ 2,28 nhỏ hơn hoặc bằng m nhóm bằng 2,28, đúng chưa? Và m nguyên, m thuộc z, suy ra m thuộc là trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2, đúng chưa? Và mình chọn A. Đây, tắt đi Casio đi, chọn A, đúng chưa? Câu hỏi số 41 cho hai hàm số y bằng x trên x cộng 1 cộng với x cộng 1 trên x cộng 2 cộng với x cộng 2 trên x cộng 3 cộng x cộng 3 trên x cộng 4 và y bằng trị đối của x cộng 1 trừ x cộng m, với m là tham số thực có đồ thị lần lượt là C1 và C2. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của m để C1, C2 cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt. Thì cái bài toán này là bài tập rèn luyện của câu 48 trong đề số 11. Ở trong sách cũng hướng dẫn chi tiết rồi, thì chị chỉ làm theo các bước ở trong sách thôi. Thì đầu tiên là mình thấy là gì nhỉ? Số giao điểm của hai đồ thị C1 và C2 chính là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm x trên x cộng 1 cộng với x cộng 1 trên x cộng 2 cộng x cộng 2 trên x cộng 3 và cộng với x cộng 3 trên x cộng 4. Nó bằng với trị tuyệt đối của x cộng 1 trừ đi x cộng m. Và
Cái chỗ này thì mình sẽ thấy là gì nhỉ? Nếu như mình chuyển vế x cộng trừ tuyệt đối của x cộng 1 trừ x sang vế bên trái thì mình hoàn toàn cô lập được m và đặt cái vế trái bằng fx. Mình xét fx rồi viết bảng biến thiên như bình thường thì mình thấy ở bên đây là cái vế trái này mình hoàn toàn có thể x trên x cộng 1 mình hoàn toàn có thể viết thể về 1 trừ đi 1 trên x cộng 1 để cho nó tối giản đúng không? Thì chỗ này nó sẽ tương đương với là 4 trừ đi 1 trên x cộng 1 cộng với 1 trên x cộng 2 cộng 1 trên x cộng 3 và cộng với 1 trên x cộng 4 trừ đi trị tuyệt đối của x cộng 1 cộng với x bằng m, được chưa? Và mình đặt cái vế trái này bằng fx thì lúc này mình có là set fx trên tập R trừ đi các phần tử là trừ 1 này, trừ 2 này, trừ 3 này, trừ 4. Đúng chưa nào? Và mình thấy là gì nhỉ? F'x nó sẽ bằng là đạo hàm của 4 bằng 0 này, trừ 1 trên với x cộng 1 thì nó sẽ đạo hàm nó sẽ ra là trừ 1 trên x cộng 1 tất cả bình đúng không nào? Và kết hợp với cái dấu trừ đằng trước thì mình hoàn toàn bỏ được dấu trừ đi và nó bằng là 1 trên x cộng 1 tất cả bình cộng với 1 trên x cộng 2 tất cả bình cộng 1 trên x cộng 3 tất cả bình đúng rồi và cộng 1 trên x cộng 4 tất cả bình đúng không nào? Và trừ đi trị tuyệt đối của x cộng 1 mình hoàn toàn viết về căn của x cộng 1 tất cả bình để mình đạo hàm và nó sẽ ra là x cộng 1 trên căn của x cộng 1 tất cả bình cộng với 1, đúng chưa nào? Và chỗ này nó sẽ là bằng gì các em? Bằng 1 trừ đi x cộng 1 trên trị tuyệt đối của x cộng 1 và cộng với 1 trên x cộng 1 tất cả bình cộng chấm số giám cộng 1 đến x cộng 4 tất cả bình, đúng không nào? Và mình thấy rằng là cái 1 trên x cộng 1 tất cả bình cộng với 1 trên x cộng 2 tất cả bình cộng với đến với 1 trên x cộng 4 tất cả bình luôn lớn hơn không? Cái này luôn lớn hơn không? Vậy thì mình chỉ cần xét cái 1 chứ x cộng 1 trên trị tuyệt đối cộng x cộng 1 đúng chưa nào? Mà mình luôn có là gì? Luôn có x cộng 1 luôn nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối của x cộng 1 đúng chưa nào? Cái này thì là tính chất mình học hồi lớp 10 rồi các em nhớ lại nhé. Thì lúc này mình có là gì nhỉ? X cộng 1 trên trị tuyệt đối của x cộng 1 luôn nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đúng chưa nào? Đúng chưa nào? Thế thì lúc này mình suy ra là gì? Suy ra 1 trừ đi x cộng 1 trên trị tuyệt đối của x cộng 1 nó luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Đúng chưa nào? Vậy thì mình có là từ cái kết quả là lúc nãy mình vừa nhận xét là 1 trên x cộng 1 tất cả bình cộng với đến 1 trên x cộng 4 tất cả bình luôn lớn hơn 0. Và kết hợp với cái này thì mình có là f phẩy x luôn lớn hơn 0. Đúng chưa nào các em? F phải x luôn lớn hơn 0 thì hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định, tức là hàm số luôn đồng biến trên trên các khoảng là từ trừ vô cùng đến trừ 1 này, từ trừ 1 đến trừ 2 này, từ trừ 2 đến trừ 3, từ trừ 3 đến trừ 4 và từ trừ 4 đến cộng vô cùng, đúng chưa nào? Vậy thì mình sẽ vẽ bảng biến thiên ra đây. Bảng biến thiên. X này, f phẩy x này, fx này, các khoảng trừ vô cùng này, trừ 1 này, trừ 1, trừ 4 này, trừ 3 này, trừ 2 này, trừ 1 và cộng vô cùng. Mình có ở đây là các trường hợp này thì không tồn tại đúng chưa nào? Không tồn tại này, không tồn tại. Và mình luôn có là nó f phẩy x luôn lớn không, tức là đồng biến này. Đồng biến này, đồng biến này, đồng biến và đồng biến. Đúng chưa nào? Thì lúc này ở đây mình sẽ có là gì nhỉ? Khi x, lúc nãy mình có fx là gì các em? Fx này chỉ viết là fx nhé. Fx nó bằng là x trên x cộng 1 này, cộng với x cộng 1 trên x cộng 2, cộng x cộng 2 trên x cộng 3 và cộng x cộng 3 trên x cộng 4 trừ đi trị tuyệt đối của x cộng 1 cộng với x đúng chưa nào? Thế thì lúc này mình sẽ xét cái lim của nó khi x tiến đến các giá trị này thôi. Thì mình thấy ở đây là cái chỗ này nó luôn là cộng vô cùng này, cộng vô cùng này, cộng vô cùng này, cộng vô cùng này,
Và mình có ở đây là mình sẽ xét khi đến tiến đến chiều vô cùng nhé. Thì mình sẽ dùng máy tính ở đây. Rồi. À, xem nào. X trên x cộng 1 này. Cộng với x cộng 1 trên x cộng 2 cộng với x cộng 2 trên x cộng 3 cộng với x cộng 3 trên x cộng 4 này, trừ đi trị tuyệt đối, trừ đi căn của x cộng 1 tất cả bình. Ôi. X cộng 1 tất cả bình cộng x tiến đến chiều vô cùng này là bằng 0, là chiều vô cùng nhé. Và x tiến đến cộng vô cùng thế nào? 10 mũ 10 3. Vậy thì ở đây là mình có là 3 và ở đây mình có là chiều vô cùng, đúng chưa nào? Vậy để đồ thị hàm số cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt thì mình xét cái đường thẳng y bằng m nhé, y bằng m thì mình có là gì nhỉ? Mình thấy là để cắt tại 4 điểm phân biệt thì mình sẽ xét cái đoạn này đúng không? Từ 3 đến cộng vô cùng. Đúng chưa nào? Mình chọn A.